Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft Siêu Bí Kíp Luyện Rồng. Trước mặt mình đang là một cái con rồng hoang dã. Chẳng lẽ mình với Emmy mình lại sợ nó sao? Emmy lâu ngày chưa thể hiện. Mình sẽ cho Emmy tấn công cái con rồng này. Con rồng không kiếp. Nó định qua đây đó. Tấn công đi em. Ui, hụt rồi. Cố lên một cái nữa. Chết liền. Nice. Hay lắm em ơi. Cái con rồng này nó định mò lại đây để nó cắn mình với em rồng, nhưng mà nó đâu biết được là mi cực kỳ mạnh. Trời, nó giật vậy. Ui, em đánh dữ quá rồi, nó cà giật luôn rồi mi ơi. Coi kìa, nó giật cơ. Mèn đét ư. Ồ, và con rồng này nó cũng không có quá nhiều vậy ha. Thôi kệ. Có còn đỡ hơn không? Mình chỉ giữ lại mấy thứ cần thiết cho mình thôi. Nè, cho em thêm miếng thịt nữa nè. Ăn đi. Đấy, còng của em đó. Rồi, còn mình thì qua bên đó, mình hốt luôn cái tổ rồng coi. Coi nào. Để coi cái tổ rồng này có những gì. Có... Ôi, tổ rồng nghèo rồi. Oh no. Con rồng này nó nghèo thiệt sự luôn. Ui không đâu. Trời ơi, nó giấu kim cương đây nè. À, được tê nhờ. Còn giấu cả kim cương nữa. Thôi qua đây mi. Mình sẽ kêu mi qua đây rồi đi tiếp thôi. Tại vì cái vùng này là gần cái chỗ mà hôm qua mình nhặt được cái trứng rồng Night Stonker á. Trứng rồng rất là đẹp luôn. Nên mình sẽ vẫn tiếp tục đi về hướng bên này á. Có vẻ đây là một hướng may mắn. Kìa. Trước mặt mình là rồng Night Stonker đó. Nếu mà mình ấp thành công cái trứng rồng thì em rồng mình sẽ được hình dạng giống như vậy nè. Rất là đẹp luôn. Rồi và đây là cái gì đây? Ủa sao? Khoan. Ủa sao tự nhiên giữa cái hồ nước lại có cái nhà gì kỳ vậy? Nó còn có đường đi xuống dưới nữa. What the... Thì ra đây là một cái công trình. Nó bị che giấu dưới lòng đất rồi. Để mình vô đây mình coi thử. Có zombie trong đây. Trong đây là... À, có làm spawn nè. Còn có cái tên phân thân. Ui, nó phân thân chi thật. Đâu? Phân thân nè. Ở đây là công trình gì nữa đây? Lạ thiệt. Ok, bỏ qua. Đi tiếp về hướng trước mặt coi. Coi thử coi như thế nào. Có vẻ công trình này mình muốn có đồ xịn á là mình phải đi xuống sâu dưới lòng đất á. Có kim cương nè. Im. Cái này thì có một hướng thôi. Con xương. Từ từ. Nguy hiểm. Xương nè. Có anh xương đen nữa. À, và anh xương đen cao quá, đi qua đây không được. Vậy thì mình sẽ đứng đây mình bắn ảnh. Xương đen nè. Xương đen. Ôi, xông phinh. Quá trời quá đất xương đen luôn. Nhưng mà không có rương á. Trời, anh này cầm cái cây gì dài vậy? Nhưng mà... Ở đây mới nói không có rương. Nó có cái rương trước mặt luôn á chứ. Cái áo pháp sư nữa. Được cái ta, áo pháp sư đẹp á. Mình sẽ lượm cái áo pháp sư, có gì mình mặc vô cho nó đẹp một xíu ha. Đây, mặc vô. Đấy. Ui dồi ôi, nó lại quá là thời trang luôn. Cái này là cái gì đây? No. Nó để thuốc độc ở trong này. Nguy hiểm vậy. Ui, nó giấu bẫy ở bên trong á. Như vậy thì hướng bên đây hết rồi. Nó chỉ có những cái cạm bẫy thôi. Ủa, cái quần đùi gì xảy ra vậy ta? Ủa, em rồng đang tấn công cái gì vậy? Gì ghê hả? Không biết sao tấn công luôn á. À, trời. Có cái Bone Knapper nhỏ đang cà khịa rồng Night Stonker kìa. Trời ơi, gọng nó liều dữ ghê. Dám đi cà khịa em rồng cấp cao luôn. Bone Knapper ghê thiệt á. Rồi để bây giờ mình sẽ cưỡi một em rồng khác đi đi ha. Coi nãy giờ cưỡi Mi rồi, giờ mình sẽ chuyển sang cưỡi gồng nào giờ ta, gồng nào mà hổng gà mà ít cưỡi á. Hình như bờ tê ray mình cũng ít cưỡi nè. À, Cà Lan đúng. Cà Lan thì mình chỉ mới test thôi chứ ít khi mà mình cưỡi đi khám phá lắm. Đây, hôm nay sẽ cho Cà Lan có cơ hội đi cùng mình ha. Đi. Đi cô. Nhưng mà Cà Lan bay không có được nhanh cho lắm. Ui, cẩn thận. Trời. Nhiều khi đi ngang mà trúng đòn của mấy cái con đó là Cà Lan lăn đùng gã xỉu á. Mệt nữa. Rồi, bên đây vẫn là cái vùng sa mạc thôi à. Ủa mà sao sa mạc lại có tuyết ta? What? Lạ nha, chuyện lạ có thiệt nè, trên sa mạc có tuyết. Trời ơi. Lần đầu mình mới thấy luôn á. Đi cục hết. Rồi, hết vùng sa mạc rồi. Mình lại chuyển sang cái vùng kiểu như là biển nữa ha. Ở đây mình thấy có 2 Thunderdrum mới đi ra nè, để mình coi dưới này có cái trứng không. Ê! Có trứng nè. Ngon. Như vậy thì mình đã có được một cái trứng rồng Thunderdrum đầu tiên rồi. Quá đã luôn. Thì ra trước giờ trứng Thunderdrum giấu dưới này. Sao những lần trước mình đi mình tìm mình không thấy ta? Lần này đi thì mình phát hiện liền. Hốt liền cái trứng Thunderdrum. Dễ gì mà bỏ được. Quá xá đã. Rồi, và mình sẽ tiếp tục đi về hướng bên đây thôi. Một cái hướng rất là may mắn ha. Kìa, ở dưới có cái ngọn núi lửa nhưng mà bị tắt rồi. Nó thành hắc diêm thạch đó. Chứ thường mà nhung nham ở dưới nước á là nó thành hắc diêm thạch hết trơn à. Bởi vì lâu có những cái miệng núi lửa nó bị đóng lại thành hắc diêm thạch hết rồi. Không biết dưới đó có đồ không nữa. Để hôm nào mình sẽ thử khám phá. Ôi đằng kia có con rồng biển nữa. Ê. Né ra. Bình tĩnh. Mình mặc dù cưỡi rồng ở trên cao đó, nhưng mà gặp những cái con rồng biển đó thì mình cũng phải cẩn thận nha. Tại vì nó có thể nhảy lên và nó quật cái đuôi vô người những em rồng á, rất là thốn luôn. Và bây giờ thì mình đang đợi cho nó lock map nè. Bay một lúc là trời. Bay một lúc là nó lock map không kịp luôn á. Đổ vô đây là điện thui lùi nè. Ui bay ra. Bay nhanh cũng khổ vậy đó. Nữa rồi tới công chuyện nữa rồi. Người ta đang cưỡi rồng mà dụ cái gì? Cứ dụ thôi. Đâu rồi? Dụ nè. Dụ nhầm người rồi. Hết chuyện. Người ta đang cưỡi rồng ngon lành. Nỡ lòng nào dụ. Ui. Ở đây có nguyên thuyền cướp biển nè. Trời mưa tầm thả nữa. Rồi tới công chuyện luôn em ơi. Ở đây với anh. Mình sẽ cho mấy con này biết như nào sức mạnh của loài rồng. Tấn công đó. Ui hụt rồi. Bùm. 2 tên. Tiếp tục. Ô hụt. Nhắm gì khó trúng quá. Ui hết luôn. Quá dữ. Đây. Phun lửa luôn em. Đốt luôn. Đốt sạch cái mà quên, giờ trời đang mưa đốt không hiệu quả lắm. Đáp xuống đây. Bắn qua câu. Xong phim. Quét sạch. Con tên sợ quá nhảy xuống nước rồi. À, cho người 2 tên nhảy xuống nước luôn. Ok, cho 2 người sống đấy, được. Biết chuồn là thượng sách đấy. Khá đấy. Rồi, trong đây có một chút vàng. Cuộn sách này thì Aquatic Life cho mình cái cuộc sống của những người ở dưới nước ha. Thôi. Cảm ơn. Ô con. Ô trong đây còn cướp biển. Còn đông lắm. Cướp biển nè. Cướp biển, đỏ cung không? Có ai bắn nhanh? Không. Nhú ra đây. Mình không cần thấy nó đâu, mình bắn bừa thôi là bọn chúng cũng đủ chết rồi. Protect against lightning. Cái này dùng được nè. Xét đánh thì mình đánh sao ha? Ombalasibo. Chuẩn bị. Bang. Đấy. Bảo vệ khỏi tia sét ha. Sét đánh là mình không có sao đâu. Hôm nay mũi... Ồ, có nón cướp biển nè. Được. Đội vô cho nó ngầu coi. Đây rồi. Phải vậy chứ. Phải vậy chứ. Còn đồ gì giá chạy không? Trong đây chủ yếu là những cái đồ ăn linh ta linh tinh à. Thôi mình ngủ giấc. Ồ, ở đây có quái vật hả? Núp ở đâu á? Hình như là phía ngoài con thuyền. Ừ, lấy xương về. Mấy em rồng ở nhà đang đợi mình đói meo à. Mình phải lấy xương về cho mấy em. Ok. Sao? Quét sạch cái con tàu cướp biển này rồi. Đi thôi. Mấy thứ lặt vặt thì mình sẽ vứt ra đi ha. Ui giời ơi, gặp cái tên này tưởng thế nào. Cướp biển thấy cửa rồng lại cũng chuồn nè. Nhuồn. Rồi. Đi em ơi. Ui, rồng ngủ rồi. Hả? Rồng ngủ rồi hả? Ăn không? Ngủ rồi có muốn ăn không? Ui không ăn luôn. Oh no. Rồi không cưỡi được rồi. Mình phải cưỡi một em khác thôi. Ừ. Rồng Skrill đi. Kiểu trời sấm sét như vậy cưỡi rồng Skrill. Không cưỡi được luôn. What the hell. Mấy em rồng mình ngủ hết rồi. No. Wow. Ở đây có một cặp rồng màu đỏ luôn nè. Đẹp vậy. Hai Roptera màu đỏ chứ Storm Tratus màu đỏ ha. Còn đây là trứng. À, tổ rồng Mangus. Mình đang thiếu một cái trứng rồng Mangus mang về. Ủa đúng không ta? Hình như mình còn thiếu một cái trứng rồng Mangus thì phải. Mình cứ lượm trước đi. Ui đi lẹ mấy em này. Ê đừng em. Trời ơi, mình lấy cái trứng rồng của người ta. Mình đừng có quýnh người ta. Bờ Territ đi cà kìa. Măng nết luôn à. Dữ thiệt em ơi. Bình tĩnh chứ. Bình tĩnh chứ. Mình mới lượm trứng của người ta rồi mình đánh người ta thì kỳ lắm. Đi. Khoan. Wait a minute. Cái này nhìn lạ nha. Đâu tự nhiên có cái gốc cây đây vậy ta. Đáp xuống cái em ơi. Tới công chuyện nữa rồi. À đấy rồi. Thì ra cái gốc cây này là chỗ của rồng rác. Yes. Mình đã tìm được trứng rồng rác rồi. Quá si mà đằng này còn có chỗ của quân đội lửa nữa nè. Mình đợi cho nó... Ủa ông no. Vậy thì đợi cho nó spawn ra mình farm vài cái chìa khóa nữa coi. Sorman. Lava Golem, cái con này cũng ngon đó nè. Farm con này cũng im á. Trong lúc chờ... Ui nó cho mình thêm một mảnh. Vậy là mình đã có đủ 3 mảnh rồi. Mình đã có đủ 3 mảnh cái Fire Nation map này nè. Quá xa đã luôn. Thuốc gì đây? Thuốc kháng lửa mình không cần đâu. Ồ mà nó không spawn luôn. Chắc tại ban ngày hay sao á. Trời ơi đằng kia có quá trời Play Falcon luôn kìa. Quá xa nhiều luôn ha. Thôi giờ thì mình đành phải cưỡi Bateric đi tiếp thôi. Giờ mà mình gặp được thêm cái tổ rồng Nether nữa thì đẹp á. Tại vì mặc dù gặp rồng Nether rất là nhiều rồi nhưng mà mình chưa gặp cái tổ rồng Nether bao giờ hết. Đó Nether là cái con nhảy tưng tưng ở dưới kìa. Con đó chiên cà khịa mấy cái con bò nhà mình á. Bực lắm. Nhưng mà chưa tìm được tổ của nó thôi. Ui sao Bateric bay không chịu cao nhờ. Mình chỉnh cho bay cao nhất có thể đó mà. Cứ bay lại không mà không lên cao nổi. Buồn ghê. Rồi không sao. Thì sao thì cũng bay được một lúc rồi. Ê ở dưới đây nó có cái nhà gì nữa đây. Nhà gì lạ vậy? Nhà đẹp ấy. Ghé vô em ơi. Rồi cắm đầu vô cây luôn hay. Nãy sư. Hay lắm em. Ôi nghe tiếng quái, À nhầm phù thủy. Oh my god. Phù thủy này bắn lọt khe. Cứu bắn lọt khe. Phù thủy. Ui hai phù thủy trọng luôn. Rồi tụ tập chơi đồ. Tụ tập lại với nhau rồi chơi đồ. Hư hỏng. Ui trong này không có đồ ta. Không có tịch thu được miếng đồ gì hết luôn á. Hết chuyện, tưởng đâu nhà của ai, ai gì nhà của hai bà phù thủy à. Sợ thiệt. Ôi thôi té. Rồi hồi người ta gặp mình trong cái nhà bà phù thủy, tưởng mình vô đấy chơi đồ người ta quánh giá mình đó, không được em ơi. Đi. Sợ quá. Rồi. Qua tới dùng một vùng khác nữa sao rồi nè. Cái vùng này có cái cây gì nó bị nám đen rồi. Ghê vậy. Quá trời chỗ của mấy tên pháp sư luôn rồi. Thôi bỏ qua. Hôm nay phải có chỗ của trứng rồng thì may ra còn thu hút được mình. Chịu khó đi xíu đi ha. Tính ra còn tương đối nhiều nha. Còn tầm có 10 mấy lô rồng á mà mình chưa có tìm được á. Chưa tìm được trứng rồng á nên mình phải cực đi mới được. Nhất là Night Fury á. Mình không hiểu sao Night Fury lại khó tìm đến như vậy luôn. Mình đi từ hổm tới giờ mà vẫn chưa tìm được nè. Coi đây tổ rồng gì đây. Chưa. Ồ kìa con gà chơi đồ. Hai gà chơi đồ luôn. Ui xong rồi mình phải xẻ cho. Kìa nó tấn công mình. Nó tấn công mình hả? Tấn công mình. Ôi cha. Tấn công đi em. Giết nó. Hay. Ui trời ơi, bữa nay có bờ tê đít bảo kê. Ui nó đánh anh tiếp kìa em. Cắn nó. Đúng rồi. Cắn nó. Còn một con nữa nè. Trong mặt quá. Bờ tê đít xử nó cho anh. Xử nó đi em. Mình sẽ để bờ tê đít xử lý nó. Mình đợi bờ tê đít chắc mình đi luôn rồi quá. Thôi mình tự xử đi. Trong mặt chịu không nổi luôn á. Xuống đây cứu anh với em ơi. Quá trời đông rồi. Đông lắm luôn á, nguyên một đàn luôn. Ăn vô, hồi phục lại. Rồi, con. Nó đây nè. Con gà chơi đồ con nè. Hung dữ. Ui, trời ơi, hoa mắt luôn rồi đó. Ui, còn nữa hả? Cái gì vậy? Đâu ra hoài vậy? Cái này là lãnh địa của bọn chúng rồi. Chóng mặt quá à. Từ 4 giây, 3 giây, 2 giây, rồi xong. Hết rồi. Ui em ơi, sao em không lợi tiếp anh trơn vậy? Anh em mình với nhau mà. Lúc đầu mình thấy bảo kê mình. Ui nữa. Gì hoài vậy? Cắn nó em. Cắn nó cho anh. Trời ơi, khổ vậy. Mỗi lần vô cái vùng này là y như rằng là mình kiểu gì mình cũng bị nó đánh à. Chóng mặt quá, không quýnh chúng nó được luôn nè. Trời ơi. Cái con này mình cay cú nó thế. Ở đây là chỗ rồi. Cái gì đây? Ủa? Night Fury. Oh man. Đây rồi. Phải cẩn thận. Mình lấy cho bằng được cái trứng Night Fury mới được. Yeah. Sau khi ăn hành ngập mặt từ những cái con gà chơi đồ thì mình đã có được cái trứng rồng mà mình đang sẵn tìm luôn. Night Fury. Trời. Không uống công nãy giờ ăn hành sắp mặt. Được. Chấp nhận ăn hành. Rồi. Giờ chắc mình nên té thôi. Thứ mình muốn cũng đã có rồi. Ui nó đây, nó gần mình lắm. Chạy. Mình sẽ đi kiếm chỗ nào cao xíu. Tê đít không cứu mình thì mình sẽ kêu em rồng gì cứu giờ, rồng gì cứu mình giờ. Sự tôm tra tết đúng rồi. Em này lâu lắm rồi nè. Mình chưa có đồng hành. Đi em. Let's go. Mấy con kia đừng hòng ha. Bắt kịp. Sợ tôm tra tết. Bay hơi bị nhanh. Không có bắn chúng mình đâu. Không sợ. Đã ghê á. Lụm được trứng rồng Night Fury rồi. Cái hành trình đi tìm Night Fury của mình cuối cùng cũng có kết quả rồi. Quá tuyệt vời. Rồi. Giờ mình sẽ tranh thủ mình lượn qua đây một xíu nữa. Nhiều khi mình lại gặp thêm nhiều cái chỗ trứng rồng mới đấy. Nhưng mà hiện tại đang trời mưa tầm tã luôn hả ta? Khó vậy. Để coi coi bên đây là cái chỗ gì đây. Nó mới lock map thêm nè. Cưỡi rồng á, được cái là mình bay nhanh đúng không, nhưng mà đánh đổi lại là máy mình nó phải lót đi nhiều hơn á, nên thành thử ra rất là dễ văng game luôn. Nhiều lúc mình bay được tầm 30 giây lên lại đơ game, mình phải thoát ra vào lại á, nên rất là mất thời gian không. Chịu thôi chứ biết sao giờ, tại vì rồng bay nhanh quá mà. Rồi, băng qua cánh rừng này luôn. Coi coi tới cái gì đây. Ồ, hình như tới dùng Misa tiếp rồi. Trên vùng này coi coi liệu rằng có cái trứng rồng nào đâu đó quanh đây không. Mình nghĩ thử rồng ở vùng này mình. Ui, có anh khổng lồ, có anh khổng lồ. À, cha. Anh khổng lồ hả? Cho anh ném mồi luôn. Anh khổng lồ 2 hit, 3 hit. Mình thử 4 hit coi được bao nhiêu máu của anh. 4 hit. Thôi 4 hit mà có nhiều đó máu thôi dẹp đi. Ảnh trâu vậy, 4 hit mà không xi nhê luôn á. Ê, nhưng mà mình phát hiện trên trời có con ngồng Tiger kìa. Ngồng cọp. Nó bay từ hướng bên này qua. Cũng có thể là tổ nó bên này lắm. Mình qua đây thử, biết đâu mình lại gặp tổ của nó. Tại vì mình chưa có gặp cái tổ con ngồng Tiger đó bao giờ hết, nên mình muốn tìm thử ấy. Qua đây thử coi. Không có. Chỉ là mình đoán sai rồi. No. Mà trời giờ đang mưa nữa nên qua mấy chỗ khác mưa bị hạn chế tầm nhìn quá. Đi trong vùng này thì không sao nè, đỡ một xíu nè. Kệ, đi vòng vùng này đi ha. Chứ qua bên kia mắc mưa đó. Rồi. Mắc mưa. Lạng vô. Lại thêm một cái chỗ thiên thạch. Thôi. Nè. Thiên thạch gì tầm này. Sao vùng này nhiều gồng hoang dã vậy? Bây giờ thấy 2 con gồng hoang dã kế bên rồi đó. Nữa nè, anh khổng lồ nữa nè. Cà khịa anh cái rồi đi. Tuyệt vời. Ui, tính ra cưỡi gồng đi cà khịa vui á. Mình bắn xong cái mình bay đi chỗ khác liền. Mấy ảnh không có làm gì được mình hết á. À, còn có bộ tập OT nữa. Được, cà khịa mấy anh này vui lắm. Đi vui. OT. Bay tít lên trời luôn. Đốt nè. Đốt lửa nè. Đỡ đi. Trời, anh giật. OT hả? OT. Đồ OT nè. Xong phim. Ui, còn. Đốt tiếp. Nướng anh luôn. OT. Được đấy. Để coi vùng này còn cái chỗ rồng nào không nha. Nhìn kỹ mới được. Ở dưới là chỗ doanh trại thôi. Có vẻ là vùng này hết chỗ trứng rồng rồi. Không sao. Giờ thì để coi mình còn gặp được những cái con rồng nào khác hay không nha. Tại vì ở trong đây á còn một vài con rồng kiểu cực mạnh nữa cơ. Nhưng mà mình tới giai đoạn này mình vẫn chưa có gặp nữa. Có vẻ là vẫn chưa tới thời điểm hay sao á. Mặc dù mình đã đi tới rất là nhiều vùng đất nữa nhưng mà vẫn chưa gặp được những cái con rồng đó. Có một số con nó bự như rồng mà... Ủa? Chưa. Đây là... Khoan. Ê, đây là... Obelisk Middle. Ủa cái gì hả? Ê, cái gì? Ủa trời. Mình vô. Cái này là chỗ để dẫn mình tới một cái thế giới khác nữa. Khi mình nhấn vô cái cục Obelisk Middle nè, mình sẽ bị dịch chuyển đi chỗ khác đó. Ghê vậy. Tôi đánh dấu chỗ này trước đi. Tại vì hôm nay mình chưa sẵn sàng vô trỏng đâu. Đồ đạc mình còn nhiều quá. Vô trỏng mình không có loot đồ mang về được đâu. Nên tốt nhất là mình nên đánh dấu lại chỗ này nè ha. Công việc đầu tiên là đi ngủ trước đi. Mình làm giấc trước đi. Rồi cho trời sáng nè, tạnh mưa các thứ, mình sẽ đi ra ngoài và tiến hành ấp trứng rồng Night Fury. À quên, Night Fury tìm được sao hả ta? Mình còn trứng rồng Night Stonker mình chưa kịp up nữa. Mình sẽ up trứng rồng Night Stonker trước ha. Night Fury có up bằng máy up trứng rồng nè. Night Fury thì mình sẽ up bằng cái máy up trứng rồng bên này nè. Rồng Red thì sao? Rồng Red cũng vậy luôn. Ok. Còn rồng Thunder Room. À, Thunder Room thì up bằng cái máy chạy bằng nước ha. Cũng được. Như vậy thì bây giờ mình sắp có thêm 1, 2, 3, 4 thành viên mới trong cái đội hình rồng của mình rồi. Quá là tuyệt vời. Ngoài ra thì mình cũng tìm được cái mảnh ghép cuối cùng của cái bản đồ Fire Nation này nè. Trong tương lai thì mình lại có thêm một cái để mình đi khám phá rồi đó. Không biết là cái Fire Nation nó sẽ trông ra làm sao đây. Tò mò quá đi. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá đại bội thu ngày hôm nay khi tìm ra trứng rồng Night Fury. Và trong tương lai mình sẽ sớm up trứng rồng Night Fury và cùng ẻm đi khám phá thôi. Các bạn hãy chờ đón đó. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.